Xin chào cô bác anh chị em và các bạn. Hôm nay mình làm đậu hũ từ bột đậu gà. Rất là ngon và dễ làm các bạn. Không cần bóp vắt gì hết. Chiên lên, lăn bột chiên giòn. Nếu các bạn thích món này, cùng vào bếp làm miếng nhung nha. Bỏ ra nha các bạn. Cắt miếng miếng vậy nè. Các bạn để trong làm xong rồi để trong cái tủ lạnh đó các bạn. Để chừng khoảng 5-6 tiếng hoặc là cách đêm thì nó sẽ cứng. Nè, các bạn thấy ngon. Đây là cái bột của nó nè các bạn. Bột của đậu gà nha. Các bạn có thể mình tìm kiếm ở Đức á, hoặc là ở nước nào mình có bán. Nhưng mà cái này Đức thì nó có DM á, vô tiệm DM có bán. Một bịch 300g có đồng mấy à, làm cũng được nhiều lắm các bạn. Nước á, thì mình sẽ cho là 1,2 lít nha. Có chỉ chắc mình làm hết. Làm bánh, cái này nó cho mình làm bánh nữa các bạn. Cái này 1 lít thôi các bạn. Mình sẽ đổ ra để cho các bạn thấy nè, cái bột đậu gà nha các bạn. Nhuyễn. Này là cái bột giống như là bột sữa vậy đó. Mình cho vào máy nha. Mình chuẩn bị xay ha. Ở đây mình xay khoảng chừng trong vòng chừng 2 phút đến 3 phút rồi các bạn. Giờ mình chùm lượt cái thử nha. Các bạn cho cái chảo nó hơi cao cao chút xíu vậy nè. Lát nữa mình sẽ nấu lên. Các bạn thấy nè. Các bạn nhìn thấy nó có bã không nè. Nên các bạn thấy nó nhìn nó có chút gòn chút xíu à. Các bạn chút xíu à, nó không có nhiều. Nó không có dài giống như cái nguyên hạt. Mình lượt thôi. Cái này mình chắc mình không có lấy đâu, mình chỉ lấy cái béo nó thôi nha. Giờ mình bật cái bếp lên các bạn. Mình cứ quấy đều nha. Các bạn để lửa nhỏ thôi. Ở đây mình chuẩn bị một cái khuôn. Lát nữa mình làm xong rồi mình cho vô cái khuôn này nha. Cho một muỗng cà phê muối vô nha. Lúc nào mình cũng quậy ngay cái đáy nữa các bạn. Để không thôi rồi cái chừng nó vô khác á. Các bạn thấy bây giờ nó chuẩn bị nó đông rồi nè các bạn. Giờ vậy là được các bạn. Giờ mình tắt bếp rồi đó. Bây giờ mình chuẩn bị cái khuôn nha các bạn. Thì cái bao này mình muốn lấy ra dễ cũng được nè. Tại cái bao này nó chịu nhiệt nóng á. Cho nên là mình muốn cho vô cái khuôn mình lấy ra nó dễ hơn.
Nên chuẩn bị lên một cái lược. Mình muốn cho cái đậu hũ của mình nó mịn á, cho cái này nha. Giờ mình dùng cái bao này cho trên mặt này các bạn. Cái bao này bao bình thường thôi. Nếu mình chờ cho nó nguội nha, cho ngăn mát tủ lạnh đó. Bây giờ cái này cũng đã nguội rồi các bạn. Giờ mình sẽ lấy ra. Các bạn có thể mình lấy cái ống thớt lên nha. Đút nó qua. Hay quá. Cái bột này hay đó các bạn. Nó dễ làm lắm. Mình không cần phải dắt giống như là cái đậu nành nữa. À, các bạn thấy nó mịn không? Giờ nó cắt nhỏ ra nha bạn, cắt miếng miếng vậy nè. Giờ mình có lăn bột chiên giòn các bạn. Lát nữa mình sẽ rắc vô đây. Cho bột vào chén. Đây là khoảng chừng 2 muỗng canh, chừng 50g nha các bạn. Nửa muỗng cà phê bột nêm. Nửa muỗng cà phê đường. Mình không có cho muối nha các bạn. Nửa muỗng cà phê bột tỏi. Các bạn nhà có bột tỏi các bạn làm rất là dễ, làm chả cũng được nè. Giờ mình phải cho vào đây nha. Bột nửa rây. Đây là một bên. Mình giờ sẽ lật qua nha. Giờ mình lật qua bên đây rồi. Mắc cái chảo lên rồi cho dầu. Bây giờ mình tắt bếp và chiên xong rồi các bạn. Nè, các bạn thấy ngon không? Bây giờ xong. Có một cái dĩa đậu hũ từ đậu gà rất là ngon nè các bạn. Nó cực dễ luôn, không cần phải dắt bốt gì hết trơn. Còn mà nếu các bạn không mua được cái bột đậu gà thì mình làm cái đậu gà như các bạn, cái hạt á, mình xay lên thôi. Ăn cũng béo, nó bổ luôn. Bây giờ Nhung sẽ dừng video tại đây nha. Mình hẹn các bạn video kỳ tới. Chúc các bạn được nhiều sức khỏe, tâm thanh an lạc. Xin chào.